Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, kính thưa các nhà báo đại diện các cơ quan báo chí tham dự họp báo chính phủ thường kỳ. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng 3 năm 2018 thì đã chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, là phiên họp chính phủ đầu tiên của năm Mậu Tuất. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì như thông lệ sau phiên họp chính phủ thì văn phòng chính phủ tổ chức cuộc họp báo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ trì cuộc họp báo đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ, đại diện các bộ ngành tham dự họp báo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Thưa các đồng chí nhà báo thân mến, trước hết thay mặt cho lãnh đạo các cơ quan, các bộ dự họp báo hôm nay, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất năm 2018. Các đồng chí biết thì hôm nay tại trụ sở Chính phủ thì dưới sự chủ trì của Thủ tướng thì Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 với hai nội dung cơ bản, đó là đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018. Thứ hai nữa là cho ý kiến về 5 dự án luật để Chính phủ trình Quốc hội ở trong kỳ tới đây. Trước hết chúng ta cũng thấy rằng cái tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018, nhất là trong cái dịp Tết vừa qua, thì có thể nói là một cái dấu ấn hết sức là quan trọng. Thứ nhất là có thể cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước ở chúng ta đón một cái Tết Mậu Tuất hết sức là vui tươi, phấn khởi, với một cái lòng tin tưởng rất cao đối với Đảng, đối với nhà nước, với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và những cái kết quả 27 chúng ta đạt được. Đó là phát triển kinh tế xã hội, đó là quốc phòng an ninh, đó là công tác đối ngoại, đó là công tác tổng chúng. Thế và cũng đã xử lý được nhiều những vấn đề mà xã hội rất quan tâm. Đặc biệt là thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo ở mọi miền Tổ quốc theo chủ trương ấy, là không gia đình nào không có Tết và không gia đình nào mất Tết. Thế từ đó đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân, các lòng hảo tâm, với cái tống lầm như thế thì đã gửi nhiều những suất quà cho người nghèo, cho gia đình chính sách, gia đình có công. Ở sau Tết, ngày mùng 6 thì Thường trực Chính phủ họp phiên đầu tiên đánh giá nhiệm vụ trước trong và sau Tết, đặc biệt là Thủ tướng ban hành công điện số 240. Với chủ trương ấy, là yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức là thực hiện ngay nhiệm vụ từ những ngày đầu sau nghỉ Tết. Không đi chúc Tết, không đi thăm hỏi tặng quà và không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng giấy công. Đấy, những cái có thể nó nét rất mới. Thế và chúng ta đánh giá thực tế, có thể nói một cái chuyển biến rất tốt, đó là Trung ương không chúc Tết địa phương và địa phương doanh nghiệp không chúc Tết Trung ương.
có thể nói là một cái tiến bộ rất mới. Giảm cơ bản, chúng tôi cũng phải nói là dùng cái từ giảm cơ bản. Ngay cả vấn đề thực hiện nhiệm vụ ở sau Tết, thì cái chấp hành kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức viên chức, ngay cả vấn đề thực hiện triển khai nghị quyết 01, ngay cả những nhiệm vụ mà còn tồn động giải quyết trong Tết đang dở dang thì được nhắc nhở xem xét xử lý rất nghiêm túc tại các bộ ngành, các cơ quan. Và cái tư tưởng và không để lặp lại đó là tháng riêng là tháng ăn chơi. Và cái tư tưởng ấy thì sẽ không còn với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Đảng, của người đứng đầu của Chính phủ, Quốc hội. Đây những cái điều có thể nói là mang lại những niềm tin rất tốt. Các lễ hội đầu năm thì cũng đã được chấn chỉnh hết sức kịp thời, nhất là những lễ hội phản cảm, nhất là những cái lợi dụng để thương mại hóa trong lễ hội thì cũng đã được chấn chỉnh tốt hơn rất nhiều với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và cuộc của cơ quan quản lý nhà nước Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Thì đây những cái việc có thể nói là rất tốt. Và chúng ta rất mừng, ở trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 thì kinh tế xã hội là tiếp tục tăng trưởng ở trên cái đà của 2017. Thì có những điểm tăng trưởng hết sức là mới. Đó là chỉ số CPI 2 tháng tăng bình quân chỉ có 0,33% thôi, 0,73%. Xuất khẩu tăng mạnh, đó là đạt 33,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,9% so với cùng kỳ của 2017. Và chúng ta rất mừng đó là cái nhập siêu 1,08 tỷ đô la, xuất siêu 1,08 tỷ đô la, 1,08 tỷ đô la. Đây là cái điều rất mừng. Và trong đó xuất khẩu vậy thì bây giờ xuất khẩu trong nước thì tăng tốt hơn là xuất khẩu của cái khối đầu tư nước ngoài. Ở chúng ta có một cái con số xuất siêu như vậy rất là mừng, rất là mừng. Thế và đặc biệt là cái chỉ số công nghiệp tăng 15,2%, mà trong đó một số những cái ngành tăng có thể nói là rất tốt, rất tốt. Mà trong khi đó cùng kỳ 2017 chúng ta tăng chỉ có 2,4% thôi. Nhưng mà năm nay 2 tháng chúng ta tăng được 15,2%. Ở trong đó những cái mặt hàng chế tạo chế biến tăng 17,7%. Ở trong đó ở sản xuất phân phối điện tăng 11,2%. Và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thì cũng tăng được 10,1%. Thì cùng kỳ chúng ta chỉ có tăng 5,1% thôi. Đây là cái điều có thể nói là điểm sáng. Và đặc biệt là khách quốc tế thì chúng ta tăng 29,7%. Chúng ta có 2,086,000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Như vậy chúng ta vẫn giữ được cái tỷ lệ tăng bình quân là khoảng sấp xỉ 30% như cuối cùng kỳ của 2017. Nhưng so với cùng kỳ thì chúng ta tăng được 29%, điều rất mừng. Vốn FDI thì chúng ta có giảm. Thế nhưng mà cái giải ngân vốn FDI thì chúng lại tăng. Tăng 9,7%. Và điều rất mừng trong tháng Tết như thế. Ở chúng ta tháng Tết chúng ta mất 6 ngày nghỉ Tết, chúng ta tháng Tết chúng ta chỉ có 28 ngày thôi.
Thế nhưng mà chúng ta đã có 17.700 doanh nghiệp thành lập mới. Như vậy tăng 29,4% số doanh nghiệp và tăng 29,3% số vốn đăng ký. Cả mở rộng nữa là chúng ta có vốn đăng ký và mở rộng thêm ý, là chúng ta có 535.000 tỷ Việt Nam đồng. Đây có thể nói là một con số rất rất khích lệ và rất ấn tượng. Đặc biệt thị trường chứng khoán ý, ở trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết thì do cái tác động của thị trường chứng khoán thế giới thì có sụt giảm. Ngay cả vấn đề ảnh hưởng của thị trường thế giới, ngay cả vấn đề ảnh hưởng vấn đề tâm lý. Nhưng đến nay thì có thể nói là cái chỉ số VN Index thì chúng ta biết ý, thì chúng ta đã phục hồi được trên 1.001 điểm rồi, ở trên được 1.100 điểm, đấy là điều rất mừng. Như vậy với chính sách đền ơn đáp nghĩa thì chúng ta đã, ở Trung ương đã tặng quà 1,9 triệu người có công, tổng kinh phí là 386 tỷ Việt Nam đồng. Thế và các địa phương cộng lại cũng đã có 1.174 tỷ Việt Nam đồng. Và chúng ta cũng đã hỗ trợ cấp 17.000 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để có cái tinh thần là nhà nào cũng Tết. Thế công chí biết ý, mặc dù lượng khách đông như thế và đi lại lớn như thế nhưng năm nay vấn đề giao thông cũng làm rất tốt. Xử lý ùn tắc và xử lý những cái điểm nghẽn, ngay cả hàng không, ngay cả đường bộ, ngay cả đường sắt đều có vào cuộc rất mạnh, cho nên từ đó có thể là không người nào không về nhà ăn Tết. Nếu đi là về đến nhà, không mất thời gian nhiều trên đường, đây là điều rất mừng. Như vậy, thì song song với phát triển kinh tế xã hội thì có thể nói là các lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực xã hội, lĩnh vực quốc phòng được quan tâm, đặc biệt là an ninh trật tự, biên giới, hải đảo thì luôn được giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, không có những cái điểm nổi cộm lớn trong xảy ra trong dịp Tết. Ở chúng ta có 59 tỉnh, thành phố bắn pháo hoa theo chủ trương xã hội hóa. Thì như vậy thì có thể nói tạo một cái động lực và cái niềm tin, rất tốt. Rồi, tuy nhiên ý, thì chúng ta cũng thấy rằng cái tai nạn giao thông cũng đang là một vấn đề bức xúc. Một số địa phương thì có cái đốt pháo thì thủ tướng đã có công điện nhắc nhở, rồi phòng cháy chữa cháy thì cũng một số nơi là chưa đảm bảo tốt. Như vậy điều rất mừng ý, là cái không khí đón Tết đó thể hiện là sau khi nghỉ Tết thì tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, các tỉnh địa phương đều báo cáo là công nhân rồi lao động sau kỳ nghỉ Tết để đến làm việc đúng ngày, đúng giờ và rất tốt. Dịch chuyển lao động không phức tạp như những năm trước. Chấp hành của cán bộ công chức, công viên chức ngay từ những ngày đầu sau nghỉ Tết tốt hơn rất nhiều. Và bắt tay vào làm việc ngay, giải quyết ngay những vấn đề tồn tại, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo thủ tướng ý, cậu chỉ biết ý, là tập trung giải quyết ngay những vấn đề trước mắt, đó là những vấn đề mà liên quan đến tồn tại khó khăn mà chưa xử lý xong trước Tết. Những cái khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ những rào cản, ngay cả vấn đề thủ tục hành chính, ngay cả vấn đề điều kiện kinh doanh, rồi ngay cả vấn đề thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Và chúng ta biết ý, là rất nhiều dự án lớn, những công trình lớn được khởi công từ những ngày đầu xuân 2018. Từ đó có thể nói là
những cái môi trường, những cái niềm tin của nhà các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đánh giá rất cao, cho nên là những cái chỉ số thang điểm, những chỉ số thang ngang là được quan tâm. Với tinh thần 2018 ấy, là Thủ tướng hôm nay cũng nhấn mạnh đó là chúng ta phải thực hiện kiên trì 10 chữ, đó là kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo và hiệu quả. Đó là nhất quán thực hiện theo cái chỉ đạo mà chính phủ đã đưa ra. Đặc biệt là yêu cầu các bộ ngành thực hiện nghiêm túc công điện số 20 của Thủ tướng về việc đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết và giao các bộ ngành, văn phòng chính phủ là thực hiện một số những cái hội nghị lớn mang tính quốc gia, ngay cả vấn đề tích tụ dụng đất để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp, ngay cả vấn đề liên quan đến phát triển logistics như thế nào, ngay cả công nghiệp hỗ trợ ra sao, ngay cả vấn đề kết nối khu vực kinh tế trong nước với doanh nghiệp FDI, rồi ngay cả vấn đề thúc đẩy xuất khẩu, tăng năng suất lao động và tận dụng cơ hội vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0. Một số những hội nghị chuyên đề lớn như thế thì cũng được Thủ tướng hôm nay đặc biệt quan tâm. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh đó là hết sức thực hiện quyết liệt và không chủ quan những thành tích mà chúng ta đã đạt được, như dự hội nghị đánh giá cái thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 thì Tổng Bí thư đã nói là chúng ta không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế, chúng ta không để đầu năm đùng đỉnh như chúng ta vẫn thường nói. Thế và đặc biệt chú trọng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung chỉ đạo nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, đồng thời có chính sách phù hợp kịp thời trước những điều chỉnh chính sách của các nước, điều chỉnh chính sách lớn, điều chỉnh sách của các đối tác lớn. Thủ tướng cũng rất là quan tâm như vậy. Thế và rất quan tâm cho vấn đề thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính và ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp. Và điều rất quan trọng đó là giao cho các bộ ngành địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng để trước 15 tháng 3 Bộ Công Thương sẽ báo cáo tổng hợp để báo cáo chính phủ trong tháng 3. Đây vấn đề cũng làm nét mới. Nét mới này là rút kinh nghiệm từ cái chỉ đạo điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 thì yêu cầu tất cả các bộ ngành, tổng ty nhà nước đều phải xây dựng kịch bản tăng trưởng. Ngoài ra thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số những nhiệm vụ trọng tâm, đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với sự đồng bộ của các cấp, các ngành và thực sự cắt giảm các điều kiện kinh doanh một cách đồng bộ, một cách đơn giản nhất, rút gọn nhất thủ tục đầu tư dự án, trong đó vấn đề quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thiết lập cơ chế kiểm tra, cơ chế đánh giá, rồi chấn chỉnh cái thái độ thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức. Tập trung hoàn thiện khẩn trương một số dự án trọng điểm như hạ tầng đường sắt trên cao, rồi ngay cả vấn đề sân bay Tân Sơn Nhất, rồi ngay cả một số những cảng biển, một số những công trình lớn, và sớm triển khai cái đường bộ cao tốc Bắc Nam. Thì một số công cụ như thế để công chí cũng biết là cái tinh thần như vậy. Thưa các ông chí, cũng tại phiên họp hôm nay thì với tư cách là tổ công tác của Thủ tướng thì cũng báo cáo cái kết quả kiểm tra tổ công tác tháng 2. Như vậy từ ngày 1 tháng 1 2017 đến ngày 28 tháng 2 2018 tổng số có 25.385 nhiệm vụ được chính phủ, Thủ tướng phủ giao cho bộ ngành địa phương. Ở trong đó thì đã có 13.311 nhiệm vụ hoàn thành. Còn 12.074 nhiệm vụ chưa hoàn thành, ở trong đó quá hạn là 309 nhiệm vụ. Như vậy,
nhiệm vụ chưa hoàn thành chiếm 2,26%, cao hơn với nhiệm vụ chưa hoàn thành của 31 tháng 12 năm 2017 là 1,38%. Thì cái này là nó cũng ảnh hưởng thời gian nghỉ Tết. Thì như vậy tổ công tác cũng tiếp tục là được Thủ tướng giao là đôn đốc thực hiện. Vừa qua công chí biết ý, thì đã họp với 16 bộ ngành và sẽ đưa ra cái lộ trình và yêu cầu các bộ là phải xây dựng phương án là cắt giảm thủ tục hành chính như thế nào, ngành hàng mã hàng thế nào, cắt giảm về điều kiện kinh doanh thế nào, cắt giảm về thủ tục kiểm tra chuyên ngành thế nào, và tránh cái việc là dùng hết các hình thức câu chữ để né tránh, để đun đẩy, để tạo ra những rào cản không đúng. Vậy thì tinh thần thì công chí báo cáo như vậy. Thế và tại phiên họp hôm nay thì Chính phủ cũng cho ý kiến về 5 cái dự án luật. Thì toàn bộ những nội dung như vậy thì chúng tôi sẽ công chí theo dõi rồi. Thì các dự án luật thì cơ bản là được chuẩn bị rất tốt từ các bộ thẩm tra của Bộ Tư pháp, thẩm định của Bộ Tư pháp, thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đã kết nối và xử lý, còn ý kiến khác nhau. Cho nên là hôm nay là thảo luận cho ý kiến 5 cái dự án luật với tinh thần sôi nổi và thẳng thắn, thì giao cho các cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu, sau đó thì để báo cáo với Chính phủ, để Chính phủ báo cáo Quốc hội thời gian sớm nhất thì cũng báo cáo như vậy. Chúng tôi muốn thông báo một cái tương đối như thế thôi. Thế còn muốn dành thời gian để cho các phóng viên báo chí, các đồng chí hỏi để các cơ quan các bộ để trả lời. Sau đây xin mời các có một số câu hỏi muốn gửi đến đại diện của Chính phủ liên quan đến việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Thì trong khi các đơn vị tư vấn nước ngoài của Pháp cho rằng là việc mở rộng sân bay về phía Bắc, khu vực có sân golf và đất quốc phòng sẽ gây tốn kém trong thu hồi đất, ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Vì thế đơn vị tư vấn đề xuất là không nên mở rộng sân bay về phía này và mà nên mở rộng về phía Nam. Tuy nhiên thì các nghiên cứu của Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, nhóm tư vấn nghiên cứu của Thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng là không nên lại không đồng tình với quan điểm của đơn vị tư vấn nước ngoài mà cho rằng nên mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc. Dù có hay không việc mở xây thêm đường băng thứ ba ở sân bay này. Vậy trước những cái tranh cãi và ý kiến khác nhau về việc mở rộng đường bay sân bay Tân Sơn Nhất thì xin hỏi quan điểm của Chính phủ về việc này như thế nào, khi mà thời hạn chốt về phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất không còn nhiều khi mà chúng ta phải đưa ra trong tháng 3 này ạ. Câu hỏi thứ hai liên quan đến việc mà chức danh giáo sư và phó giáo sư, xin hỏi đại diện của bên Bộ Giáo dục ạ. Trước những thông tin về số lượng giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2017 tăng đột biến, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét và có rà soát lại chất lượng giáo sư theo quy định. Thời hạn báo cáo Thủ tướng là trước ngày 28 tháng 2. Vậy kết quả rà soát của Bộ trưởng Giáo dục đã báo cáo như thế nào về những cái trường hợp mà giáo sư mà chức danh không đúng quy định như thế này ạ? Câu hỏi, một câu hỏi nữa liên quan đến BOT cai lệ thì xin gửi đến lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 4 tháng 12, Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT cai lệ 1-2 tháng để tiếp tục làm rõ những vấn đề còn tồn tại ở trạm BOT này và giao Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án. Ngày 30 tháng 1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Giao thông khẩn trương báo cáo Thủ tướng các phương án giải quyết. Vậy xin hỏi người phát ngôn của Chính phủ, hiện Bộ Giao thông đã báo cáo Thủ tướng về phương án giải quyết BOT tồn tại ở BOT cai lệ như thế nào? Xin cảm ơn ạ. Tiếp câu hỏi của bạn liên quan đến cái chức danh giáo sư của các bộ trưởng, thì xin hỏi Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Hiện tại thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì luôn muốn là xây dựng một Chính phủ hành động kiến tạo, thì tức là các thành viên chính phủ sẽ phải dành rất nhiều thời gian cho cái công việc điều hành. Vậy thì chính phủ có khuyến khích các thành viên chính phủ của mình bỏ thời gian để là làm các cái chức danh như là giáo sư hay phó giáo sư không ạ? Xin hỏi là có đơn khiếu nại, xin hỏi bộ trưởng, xin hỏi đại diện Bộ Giáo dục là cái khiếu nại đấy cụ thể như thế nào ạ? Xin cảm ơn ạ.
vừa rồi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có đề xuất là cấm Uber và Grab ở 11 tuyến phố của Hà Nội ấy. Thì vấn đề này Bộ Giao thông Vận tải có biết không và quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải như thế nào? Và tiện đây thì cũng muốn hỏi quan điểm của chính phủ về cái việc đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thế này có đúng không ạ? Xin cảm ơn. Tôi là Xuân Hải, Báo Lao Động ạ. Tôi xin hỏi liên quan đến việc công tử lãnh đạo công ty Techwell Villa ở Tràng Bom, Đồng Nai bỗng dưng bỏ về nước trước Tết Nguyên đán khiến gần 2.000 lao động, công nhân, người lao động bị nợ lương gần 14 tỷ. Thì hiện nay chính phủ đã có những biện pháp gì để chỉ đạo các bộ ngành để xử lý tình trạng trên và để cái tình trạng không diễn ra như vậy thì chính phủ cần có cái biện pháp như thế nào? Nhất về cái trạm BRT Cai Lậy thì đúng như nhà báo cũng đã nêu, cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ là dừng và giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng các phương án báo cáo lên Chính phủ, và chúng tôi cũng đã báo cáo Chính phủ vào từ 17 tháng 1 năm 2018 đưa ra các phương án khác nhau, và trên cơ sở đó thì cũng đã có Thủ tướng đã chỉ đạo là Phó tướng Trịnh Đình Dũng sẽ tiếp tục chỉ đạo là nghiên cứu để xử lý phần này. Thì chúng tôi đã đưa ra các cái phương án khác nhau gồm có 4 phương án. Tuy nhiên thì các phương án này thì đều có những mặt ưu và mặt hạn chế của nó, và nó đều liên quan đến vấn đề là những cái yếu tố ban đầu của hợp đồng sẽ có những cái điều chỉnh và thời gian thu phí nó cũng sẽ có khác nhau. Ví dụ như là có những phương án chúng tôi nghĩ là dừng cái thu phí thì cũng sẽ phải có cái phương án để mà xây dựng là phải dùng cái tiền, nguồn tiền nào để trả và trả theo thời gian, ví dụ thế. Và như vậy cũng phải đàm phán với nhà đầu tư. Cũng như là hoặc là phương án là tạm dừng cái không chỉ thu phí trên tuyến tránh thì chắc chắn là sẽ phải theo dõi lại cái lượng xe rồi tính toán lại cái thời gian và sẽ có đàm phán. Hoặc là phương án là thu cả hai, đặt cả hai trạm, một trạm trên quốc lộ 1 hoàn cho cái phần vốn đầu tư quốc lộ 1, còn cái trên tuyến tránh, trên đầu tư tuyến tránh vân vân, tất cả cái đó thì cũng đã được có cái chỉ đạo của ở chỗ của lãnh đạo chính phủ, và chúng tôi thì đang tiếp tục là vẫn phải tiếp tục nghiên cứu cái đấy và sẽ báo cáo rất sớm trong ít ngày nữa về cái những phương án tiếp theo nữa. Trong đó có phương án là giảm cả cái mức phí cho phương tiện khoảng từ 30% rồi đến 100% cho một số cái xã lân cận chẳng hạn, ví dụ thế, thì cái đấy sẽ tính bằng cái con số cụ thể để báo cáo lên chính phủ trong ít ngày tới nữa. Thứ hai nữa là về sân bay, câu hỏi về sân bay Tân Sơn Nhất nhỉ? Về mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ cũng đã thuê tư vấn độc lập. Và thực chất ta phải nói rằng là sân bay Tân Sơn Nhất đã có quy hoạch. Và quy hoạch này là trước kia tư vấn Việt Nam lập, Bộ Giao thông Vận tải đã trình lên Chính phủ. Và trên cơ sở tất cả quy hoạch của các cái cảng hàng không trên toàn quốc ấy, thì các cái dự án đầu tư, trong đó có cái dự án đầu tư về cảng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua về chủ trương. Ta phải xem xét trong cái bối cảnh chung là cả cái khu vực đó, sân bay cảng không quốc tế Long Thành không chỉ là của là cả khu vực đó, và nó có tác động rất lớn đến việc là phát triển rồi duy trì cái hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất trước mắt cũng như trong lâu dài. Thế Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là Bộ Giao thông Vận tải tuyển một tư vấn nước ngoài nghiên cứu rà soát lại quy hoạch, tức là rà soát lại quy hoạch mà đã được Bộ Giao thông lập và trình để xác định là và hoàn toàn khách quan. Thì chúng tôi đã thực hiện cái phần đó, là tuyển tư vấn ADBI của Pháp. Họ đã tổ chức nghiên cứu hết sức công phu và cũng đã thảo luận nhiều lần. Trong đó có cả là báo cáo lên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì, sau đó là nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cái thành viên tham gia ở đó, trong đó cả các nhà khoa học, các phản biện. Và tiếp tục nghiên cứu thì cách đây 2 ngày Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng đã chủ trì về họp và cũng công khai. Các cái phóng viên báo chí dự rất đông, truyền hình dự rất đông về các ý kiến khác nhau. Thế thì trong đây các bạn có đặt vấn đề là ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh
với lại cái nó có khác với lại cái tương đối khác với lại cái nghiên cứu đề xuất của tư vấn. Thì trả lời ngắn như thế này, tức là như tôi nói trên, ta phải đặt bối cảnh cái Tân Sơn Nhất trong bối cảnh chung của phát triển cái cảng hàng không ở khu vực đó. Và ta phải đặt bối cảnh là từ nay năm 2025 đúng theo cái lộ trình mà Quốc hội đã thông qua là phải đưa cái cảng Tân Long Thành vào trong khai thác. Và cái dự báo chung cho cái phát triển về hành khách hay hàng hóa ở khu vực đó là không phải chỉ có một tách rời của một sân bay. Và ta phải đặt vấn đề đến năm 20 đưa vào khai thác thì cũng không phải là chỉ đóng lại cái sân bay Tân Sơn Nhất. Cái này, tất cả cái này đã được làm rất rõ khi mà báo cáo khả thi, tiền khả thi của cảng Tân Long Thành. Thế còn đối với Tân Sơn Nhất thì ta phải đáp ứng nhu cầu trước mắt để cho cái việc vận tải từ giờ đến năm 25 khi chưa có cảng không tế kia. Thứ hai nữa là vẫn phải duy trì trong tương lai, mà cái mô hình này không phải riêng ở Việt Nam. Chúng tôi đã giải thích cho nhiều lần, đó là mô hình này như là Haneda của Nhật Bản với Narita của Nhật Bản cùng cho cái cụm Tokyo, hoặc là Đôn Mường với sân bay mới của Bangkok. Bangkok thì cũng đã có dự kiến đóng sân bay Đôn Mường sau khi đưa sân bay Hanamburi vào trong khai thác, nhưng mà sau đó 3 năm sau thì lại phải mở cái sân bay kia và cái công năng vẫn được khai thác. Thế thì ta phải xác định là đến mức độ nào để cái đầu tư chúng ta hiệu quả nhất, đồng tiền vừa phát triển trước mắt nhưng mà đến sau này lại vượt quá công suất đó, ta lại dùng cả cái cảng Tân Long Thành thì cái hạ tầng ta đầu tư rất tốn tiền, nó lại không phát huy mà lại dư thừa năng lực. Do đó là phải cân đối chung của hai cảng không nó như vậy. Thì tất cả cái đó cũng đã được nghiên cứu rất kỹ của cả tư vấn trong nước và tư vấn của IADBI. Thì những cái ý kiến mà phản biện hoặc ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì theo tinh thần chung chúng tôi rất là hoan nghênh và sẽ tiếp thu, cũng như là có những cái để làm yêu cầu cái tư vấn làm rõ trong cái chuyện nghiên cứu của mình, từ cái dự báo, từ cái hướng phát triển với cái này, và cuối cùng ta phải luận ra nó là cái quy hoạch trước kia đã lập như thế có phù hợp không, và trong cái bối cảnh chung của tương quan của hai cái sân bay rồi cái lộ trình đầu tư của các sân bay vân vân như thế thì nó như thế nào, và hiệu quả cuối cùng là hiệu quả đầu tư của đồng tiền và cái khai thác nó để phục vụ trước mắt lâu dài. Thì tất cả cái đó thì chi tiết đây thì tôi không nói làm gì nữa, nhưng mà cái việc có mở rộng ra phía Bắc của một làm thêm một đường băng nữa hay không thì cái này cũng đã được nghiên cứu và trả lời rất nhiều ở trong cái khi mà trình cái dự án tiền khả thi của cảng Tân Long Thành, cũng như trong cái trình cái quy hoạch. Thì bây giờ tư vấn của IDBI họ cũng đánh giá rất khách quan, họ đề nghị là không xây dựng cái đường băng thứ ba và tận dụng hai cái đường băng hiện hữu, nhưng làm thêm các đường lăn và làm thêm các công năng khác như là các nhà ga đang ùn tắc, phát triển cái việc kết nối giao thông với đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để làm sao thuận lợi, cũng như là phát triển cái ga hàng hóa và cái khu dịch vụ cho hàng không, ví dụ như hangar, các cái trạm sửa chữa máy bay ở phía Bắc. Thế đấy là cái mà ta cũng vẫn tận dụng, vẫn phải lấy đất ở phía Bắc để mà phát triển cái đó để cho vận tải hàng hóa và nó thuận lợi hơn. Trong khi đó là phát triển các nhà ga về phía Nam thì cái việc tổ chức khai thác nó hiệu quả và nó bằng cái giá trị đồng tiền cho cái đầu tư. Thì đấy là cái ý kiến mà chúng tôi rất là công khai trong cái cách đây 2 ngày họ cũng đã báo cáo, và trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng Thông vận tải chúng tôi đang giao họ để cập nhật tiếp thu các ý kiến, để có ý kiến có tính chất là phản biện nhưng tôi cho để làm rõ thêm, có những ý kiến chúng tôi sẽ phải tiếp thu để chúng tôi trình, và theo đúng cái tinh thần sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 này, trong cái và có kiến nghị rất rõ của Bộ Thông vận tải với quan điểm và cái kiến nghị lựa chọn. Thì xin cảm ơn. À vâng, rồi tiện thể quá, may quá, không đỡ phải đứng lên đứng xuống. Về câu hỏi liên quan đến cái cấm Uber Grab Taxi ở 11 tuyến phố, thì trước hết phải nói rằng là về chức năng ấy, thì thành phố sẽ tổ chức giao thông trên các cái hệ thống đường rồi cái kết cấu hạ tầng của đô thị. Thì đây là cái thẩm quyền và chức năng của Ủy ban thành phố Hà Nội, và chắc chắn là Sở Thông vận tải sẽ làm cái người giúp cho thành phố làm cái động tác này hoặc là được uấn cấp làm cái phần này. Thứ hai nữa là phải quan niệm là loại hình Grab Taxi với Uber Taxi thì cũng là loại hình vận tải là
cái ô tô đó. Ô tô đó thì chạy trên đường thì có những tuyến phố họ cấm. Thì chúng tôi mới nói là công bằng, ta vẫn đặt vấn đề là phải công bằng giữa các loại phương tiện. Đây là cấm vì là cấm taxi thì có thể cấm theo giờ. Thì cái Grab, cái Uber nó là cái xe vận tải hành khách. Thì chúng tôi vẫn xác định từ xưa đến giờ, chúng chưa bao giờ nói là đấy là không phải vận tải hành khách. Và họ kết nối bằng các phương thức là điện tử như là bằng công nghệ thôi. Chứ chúng tôi vẫn cấp là, họ cấp là cấp cho các đơn vị vận tải, chứ không phải cấp là cho cái người mà cấp cái phần mềm đấy. Đấy là cái mà từ trước giờ vẫn cứ quản lý theo đúng tinh thần. Và hợp đồng này, hợp đồng điện tử. Như vậy thì không phân biệt đối xử xe này với xe kia. Vì xe trên đường ấy, do tổ chức giao thông thành phố thấy cần cấm vào giờ này và cấm giờ kia, đó là việc của thành phố. Và đấy phù hợp với chuyện tổ chức giao thông để cho việc thông thoáng và lưu thông giao thông. Thì quan điểm bộ là ủng hộ cái việc tổ chức giao thông hợp lý. Đấy là cái việc. Thế còn có thể đó là mùa này, có thể giờ này họ cấm, giờ kia thì mở. Cái đấy ta thấy ở trên đường rất nhiều. Xin cảm ơn. Cái vấn đề về cái việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 thì trong những ngày qua thì cũng được dư luận quan tâm. Thì kết hợp với những câu hỏi vừa rồi của các phóng viên, tôi cũng xin được thông tin để các đại biểu và các phóng viên công chí cũng được biết rõ thêm. Thì cái việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của năm 2017 là công việc thường niên của Hội đồng nhân dân nhà nước vẫn làm. Và theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng tiêu chuẩn quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tiếp tục được thực hiện theo quyết định số 174, quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên quan do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Đây là cơ sở pháp lý của việc xét cái đạt tiêu chuẩn này. Trong năm 2017 thì cái số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thì nó tăng nhiều hơn so với năm trước. Cái số liệu này thì các báo chí cũng đã biết. Chúng tôi xin dẫn một vài cái lý do như thế này. Tại sao nó lại tăng lên như vậy? Thứ nhất là cái thời gian kết thúc nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 là kéo dài thêm 6 tháng. Vì cái chuyện là muốn là để thay đổi một cái quy định, cái quy chế mới. Cho nên là cái thời gian kéo dài thêm là như vậy là 6 tháng so với năm 2016. Thì trong 6 tháng đó thì như vậy là cái số lượng ứng viên mà người ta tiếp tục tích lũy đủ những điều kiện để đạt cái tiêu chuẩn nó được tăng lên. Cho nên họ có đủ điều kiện, họ nộp hồ sơ để đang dự tuyển để như vậy là để xét ứng viên. Thì đấy là một cái lý do đầu tiên, là cái thời gian nộp hồ sơ. Và 6 tháng đối với các nhà khoa học cũng là có thể là rất nhiều. Có thể người ta có thể làm, có thể đăng thêm được những bài báo, có thể là dẫn thêm được nghiên cứu sinh, hoặc là bảo vệ thêm được một vài học trò về thạc sĩ chẳng hạn. Thì những cái đó là những cái thời gian đó cũng giúp cho cái lượng ứng viên người ta thấy họ đủ tiêu chuẩn, họ đăng ký nhiều hơn. Cái thứ hai là số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ cái điều kiện, các tiêu chuẩn hiện hành tăng lên là do những năm gần đây. Thì các ông chí biết rằng là trong những năm trước đây thì như vậy là chính phủ có những đề án cho cán bộ giảng dạy trường đại học đi học ở nước ngoài bằng cái học ngân sách nhà nước đấy. Thì như vậy những đề án như là đến 322 đến 31 đấy, thì đấy là những cái nguồn mà sau khi các ông chí về nước thì như vậy là những ứng viên đó là thường thường là những người là được đào tạo rất bài bản, và như vậy là họ có rất là năng lực, và trong vòng một số năm như vậy người ta tích lũy được những cái điều kiện tiêu chuẩn về bài báo khoa học, về công trình nghiên cứu, về số giờ giảng dạy, rồi về hướng dẫn nghiên cứu sinh và hướng dẫn thạc sĩ. Thì như vậy là họ có đủ cái điều kiện để như vậy là trở thành ứng viên để xét tuyển đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thì cái số lượng này cũng được tăng lên là nhờ cái kết quả cái việc thực hiện những đề án của chính phủ trong việc là đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng dạy trường đại học. Cái thứ ba là như vậy là cũng trong nhiều năm gần đây thì như vậy là nhằm cái mục đích nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học ấy, thì như vậy nhiều cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, kể cả công lập và ngoài công lập, rất chú trọng công tác là đào tạo bồi dưỡng giảng viên, nâng cao chất lượng giảng viên của mình để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cho nên là cái số lượng cán bộ giảng dạy các trường đại học công lập và ngoài công lập hiện nay ấy, mà họ có những cái điều kiện, họ tự bản thân cố gắng đồng thời là cái sự tạo điều kiện hỗ trợ của nhà trường thì họ cũng dần dần tích lũy được nhiều hơn những cái điều kiện để đạt cái tiêu chuẩn để có thể để tham gia ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó sư. Cho nên năm 2017 là cái năm mà như vậy là cái số lượng tăng lên, là có một vài lý do chúng tôi xin được nói như vậy để các quý vị được biết. Về chất lượng khoa học của ứng viên năm nay thì báo cáo công viên thế này là so với năm 2016 thì phải nói rằng năm 2017 này chất lượng nhìn chung là có tăng lên. Tôi chỉ nói đơn cử hai lĩnh vực thôi, hai vấn đề thôi. Thứ nhất ấy là như vậy là mặc dù cái quy chế hiện nay thì như vậy là cái quy định hiện nay thì cái việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí nước ngoài thì chưa phải là yêu cầu bắt buộc. Thế nhưng mà trong thực tế thì như vậy là trong thời năm 2017 vừa rồi thì rất nhiều ứng viên
đã có những bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, cái số lượng tăng mạnh. Ví dụ tôi lấy con số cụ thể là năm 2016, như vậy là chỉ có 2.510 bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế, thì đến năm 2017 này có 5.316 bài, nghĩa là tăng gấp 2,1 lần so với 2016. Cái số lượng của số bài đăng tạp chí quốc tế thì như vậy nó có số lượng tăng như vậy. Đấy, thì đấy là một cái số liệu để nói rằng là cái phản ánh một phần là cái chất lượng. Thứ hai là cái năng lực ngoại ngữ của các ứng viên. Thì báo cáo các quý vị là như vậy, là năng lực ứng viên thì như vậy phải nói là cũng đã được cải thiện rất nhiều, tăng lên rất nhiều. Đặc biệt cái số mà đã từng được học đào tạo nước ngoài về, cái số lượng này khá lớn. Cái năng lực ngoại ngữ đặc biệt tiếng Anh thì như vậy là có nhiều ứng viên có thể nói rất là tốt, đặc biệt có những ứng viên thành thạo cả 2 đến 3 ngoại ngữ. Thì cái năng lực này nó so với những năm tháng trước đây là có sự thay đổi và có sự tăng lên. Thì đấy là những cái chất lượng. Và theo kết quả xét của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố ngày 1 tháng 2 năm 2017, thì tổng số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư và giáo sư là 1.226 người trên tổng số 1.537 ứng viên, đạt tỷ lệ là 79,76%. Nghĩa là so với ứng viên thì đạt tỷ lệ đạt tiêu chuẩn ấy, thì là 76, và cái tỷ lệ này chúng tôi xin nhấn mạnh là tỷ lệ này cũng sấp xỉ như những năm trước, vì cái số lượng ứng viên đăng ký nhiều thì số lượng đạt nó như thế này, chứ không phải là cái tỷ lệ này không có gì đặc đột biến so với năm trước cả. Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn so với những ứng viên được đăng ký. Vì năm 2016 thì tỷ lệ đạt là 75,51%, thì đến năm nay như vậy 79,76%, như vậy tăng lên không đáng kể cái tỷ lệ. Nhưng mà đồng thời thì vừa qua thì chúng ta cũng biết là dư luận cũng có nhiều, cũng một số ý kiến về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, như ý kiến vừa rồi của phóng viên VN Express, các đồng chí cũng có nói là vấn đề là tại sao như vậy. Thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu Hội đồng Chính sách Giáo dục Nhà nước, yêu cầu Hội đồng các ngành, Hội đồng liên ngành tổ chức ra soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Có thể nói rất rất nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng. Nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định thì kiên quyết như vậy không công nhận. Thì đây là cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng được quán triệt tới lãnh đạo, tới Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng, đặc biệt là Hội đồng Chính sách Giáo dục Nhà nước là cái đơn vị được giao làm cái nhiệm vụ này. Và Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Nhà nước cũng đã thành lập một tổ công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư nhà nước năm 2017 để bảo đảm tính khách quan trong quá trình rà soát. Như vậy có một tổ công tác là rà soát lại cái này, bên cạnh hội đồng, các hội đồng làm thì cũng tổ rà soát, tổ công tác để rà soát lại cái này. Và đối với những trường hợp có đơn thư, nếu có đơn thư khiếu nại tố cáo thì như vậy là sẽ xem xét và xử lý theo luật khiếu nại tố cáo, đúng luật, quy định của luật. Thì báo cáo các vị như vậy. Như vậy là có thể khẳng định rằng là về phía Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo Hội đồng Giáo sư Nhà nước đang hết sức nghiêm túc thực hiện cái chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cái rà soát theo yêu cầu Thủ tướng. Và kết quả rà soát này thì đến giờ phút này cũng đã báo cáo Thủ tướng, và trong thời gian tới chúng tôi biết là Bộ Thủ tướng sẽ có ý kiến chính thức về việc này. Và về cái chỗ đơn khiếu nại thì hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu có đơn khiếu nại tố cáo về bất cứ một trường hợp ứng viên nào thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của luật khiếu nại tố cáo nếu có. Cụ thể hiện nay chúng tôi chỉ nói là họ khiếu nại có nói cái gì và đúng sai nào thì chúng ta phải có sự xem xét chứ không thể trả lời ngay được. Nhưng mà nếu có chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của luật khiếu nại tố cáo. Nếu thụ lý được thì thụ lý giải quyết. Nếu không thụ lý được, không thụ lý thì như vậy cũng sẽ có trả lời. Tôi nghĩ như vậy. Theo đúng quy định của luật khiếu nại tố cáo. Thì các bạn biết ý, thì Thủ tướng rất quan tâm đến cái chất lượng cái nhà khoa học Việt Nam. Ngay khi mà có ý kiến vấn đề với cái đào tạo đội ngũ tiến sĩ thì Thủ tướng đã chỉ đạo là chấn chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư thì chúng ta cũng thấy rằng đây là một chức danh nghề nghiệp. Thế và gắn với cái hoạt động khoa học, gắn với giảng dạy, đây là có thể đội ngũ rất quan trọng, là niềm tự hào của dân tộc chúng ta. Vừa qua sau khi cái hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ấy, thì công bố một cái danh sách 1.226 ứng viên có đủ điều kiện
gọi là hội đồng nói là có đủ điều kiện ấy, thì Thủ tướng đã chỉ đạo ngay là mùng 8 tháng 2 năm 2018 là yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ở nước là ra soát toàn bộ lại các ứng viên mà như công bố của hội đồng. Công chí biết ý, thì sau tháng 4 2016 thì chính phủ mới, Quốc hội khóa 13 được kiện toàn, thì tinh thần chỉ đạo Thủ tướng ý, là lúc đó là tất cả những cái nhiệm vụ ban chỉ đạo của thành viên chính phủ khóa cũ là yêu cầu phải bàn giao và thành lập ngay, thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ chính phủ mới. Thế từ đó thì các chức danh, ngay cả vấn đề chức danh của chức danh giáo sư, phó sư nước ý, hội đồng ấy thì cũng được kiện toàn ngay. Thì đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là thực hiện cái nhiệm vụ của chính phủ phân công. Thì như thế chúng ta cũng phải nói rất là rõ ràng như thế. Thì vậy thì liên quan đến cái câu chuyện mà 1226 chức danh giáo sư, phó giáo sư ứng viên ấy, gọi ứng viên ấy, 1226 ứng viên ấy, thì chúng ta cũng phải nói như này này. Là hôm nay là Bộ Giáo dục đã chính thức báo cáo Thủ tướng. Ở trong đó có những ứng viên là chưa đủ đề tài, chưa đủ báo, rồi ngay cả chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học. Như vậy là trong số đó thì hiện nay Bộ Giáo dục và Hội đồng là trước mắt là báo cáo với Thủ tướng là có 94 ứng viên. Và hồ sơ thì không biết ý, thì hội đồng đang tiếp tục rà soát và đánh giá, nhưng chúng tôi cho rằng cái này tinh thần chỉ đạo Thủ tướng là làm rất nghiêm túc và đánh giá chất lượng thực chất. Ngay cả vấn đề ứng viên mà nói rằng đủ giờ giảng thì giảng ở đâu, giáo trình nào, hợp đồng giảng dạy ra sao, thỉnh giảng thế nào, hợp đồng thanh lý thế nào, có chi tiền hay không chi tiền. Chứ không phải là giảng nhưng mà lại bảo viết một cái giấy để cho ủng hộ nhà trường không lấy tiền. Không có chuyện đâu. Đấy, chúng ta rất nói như thế. Như vậy thì Thủ tướng biết hết. Thủ tướng biết hết. Để cho minh bạch cái việc ấy. Thế rồi khả năng ngoại ngữ thế nào, giao tiếp thế nào của nếu như chức danh được phong hàm chính thức. Thì đạt trình độ nào? Nó có tiêu chuẩn hết rồi. Báo cáo như hết rồi. Thế từ đó thì hôm nay thì tại phiên họp chính phủ Thủ tướng cũng nói nêu vấn đề này, là giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng ấy, là cấp công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư nước ấy, là yêu cầu phải làm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Thế và tuy nhiên Bộ Giáo dục có báo cáo, thế và Thủ tướng cũng kết luận là tới đây tại một phiên họp thường trực chính phủ thì yêu cầu Bộ Giáo dục báo cáo vấn đề này. Nhưng với tinh thần phải làm rất rõ, ba gem có cái gì và đến nay thực hiện cái gì và thiếu cái gì và không đủ cái gì. Thế còn các bạn có hỏi là chính phủ có khuyến khích công chức, đúng không? Lãnh đạo có tham gia không? Thì chúng tôi nói là chúng ta phải làm theo quy định chất lượng. Nếu như lãnh đạo đó mà đủ các điều kiện, đúng không? Thì làm hồ sơ ứng viên để báo cáo hội đồng. Chúng ta vẫn làm như vậy. Thế nhưng thực sự nó phải chất lượng. Đúng không? Được tham gia. Nhưng muốn nói đây là nó phải đi vào thực chất, nó vào chất lượng. Thì báo cáo với các bạn biết thì tinh thần chỉ đạo Thủ tướng như vậy. Thế tôi nói thêm đối với cái sân bay Tân Nhất ý, đồng chí Thứ trưởng Đông đã nêu ý, vấn đề khác nhau giữa tư vấn của Bộ Giao thông Vận tải theo chủ trương Thủ tướng ý, là cho phép Bộ Giao thông Vận tải thuê tư vấn nước ngoài để báo cáo đánh giá toàn diện cái tác động và cái yêu cầu của vận tải hành khách hàng không tại sân bay Tân Nhất. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất chủ động, có một nhóm nghiên cứu của thành phố
Thế và vừa qua thì Thủ tướng cũng được nghe cái tổ nhóm tư vấn đó báo cáo. Thì cái quan điểm khác nhau đó là bình thường. Nhưng cái hồi kết thì chúng ta nói rằng đây là tới đây, tuần tới thì Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được Thủ tướng giao ấy là sẽ nghe các tư vấn và Bộ Thông báo cáo. Để quan điểm Bộ Thông báo cáo đề xuất thế nào, đánh giá thế nào, phía Nam hay phía Bắc và có mở đường băng hay không thì nó còn phụ thuộc vào các yếu tố đánh giá của các tư vấn và các cơ quan nghiên cứu và cơ quan chủ quản và cơ quan chuyên môn đề xuất. Để sau này thì có cái kết quả thế nào thì cơ quan báo chí, cơ quan họp báo, Văn phòng Chính phủ sẽ truyền tải cái kết luận của lãnh đạo Chính phủ tới các cơ quan báo chí. Thì hiện nay chúng tôi cũng chỉ thông báo như vậy để các bạn nói rằng đây là việc làm hết sức trách nhiệm và tích cực và yêu cầu, và Bộ Giao thông cũng hết sức trách nhiệm, nói tư vấn đánh giá rất kỹ và Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất trách nhiệm và đưa ra các lập luận, đưa ra các con số, đưa ra các giả định rất kỹ để có cái phản biện, để có những cái tranh luận. Chủ doanh nghiệp thì bỏ về Hàn Quốc ngay trước Tết và để lại nợ lương cho khoảng hơn 2.000 công nhân ngay trước cái thềm năm mới và rất là khó khăn cho người lao động. Trước cái tình hình đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thì cũng đã tạm ứng ngân sách để trả nửa tháng lương cho người lao động. Rồi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tặng quà, hỗ trợ tiền để người lao động có thể về Tết. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thì đã thành lập một cái tổ công tác để mà theo dõi sát sao cũng như là xử lý cái vụ việc này. Ủy ban nhân dân tỉnh thì giao Sở Lao động Thương binh Xã hội làm việc với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, và chúng tôi cũng đã giao cho Vụ Bảo hiểm Xã hội, giao cho Cục Việc làm để có thể sớm chốt sổ bảo hiểm xã hội, rồi là xử lý các cái chính sách về gọi là trợ cấp thất nghiệp, giới thiệu việc làm. Sở Lao động Thương binh Xã hội thì cũng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh và cũng trực tiếp liên hệ với các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp trên cái địa bàn để có tiếp nhận được lao động. Hiện nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thì cũng đang theo sát, cái tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng theo sát cái vụ việc để mà trong trường hợp xấu nhất khi mà chủ doanh nghiệp không trở lại thì sẽ xử lý những cái tài sản mà doanh nghiệp còn. Cái khoản tiền mà thu được nếu có từ cái xử lý những tài sản thì nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động là những cái danh mục ưu tiên xử lý trước. Để mà có thể hạn chế những cái sự việc tương tự xảy ra trong tương lai thì cái việc đầu tiên chắc là cái hiểu biết về luật pháp, chính sách của người lao động là phải tốt hơn. Thực ra thì trong một luật lao động thì cũng đã quy định, tức là chủ doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương đúng, trả lương đủ vào một ngày cố định ở trong tháng. Nếu chậm thì phải trả cái tiền lương cộng thêm cái lãi suất. Thế về vì thế thì chắc là cùng với công đoàn, rồi là các cái cơ quan chức năng của Đồng Nai, đặc biệt là ngành Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về luật pháp để người lao động cũng có thể phát hiện sớm được những sai phạm, phản ánh sớm được cơ quan chức năng, và công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất khi mà có những cái vi phạm như vậy cũng cần phải tổ chức tốt hơn. Chúng tôi thì cũng qua cái vụ việc như thế này thì cũng mong muốn rằng là cái tình trạng mà nợ lương, nợ bảo hiểm thì không phải chỉ một Techmao, Vina và cũng khá nhiều các doanh nghiệp. Vì vậy thì chắc là cấp ủy chính quyền thì nhiều khi đôi khi thôi, một số nơi ấy, do cái chủ trương thu hút đầu tư không muốn làm phiền doanh nghiệp thì nhiều khi cũng du di vì doanh nghiệp vẫn trả. Nhưng mà có lẽ là sau những vụ việc như này thì cái tính tuân thủ của pháp luật về lao động, cái việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt nếu có cái vi phạm sẽ là nghiêm túc hơn. Và hy vọng là chúng ta không phải chứng kiến những cái sự việc tương tự như của công ty Techmao Vina. Chắc là một vài thông tin xin cung cấp cho các nhà báo. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin hỏi bà Hồng, Phó Thống đốc ạ, là vừa rồi thì có khách hàng mất tiền ở Exim Bank ấy, thì không biết là Ngân hàng Nhà nước có quan điểm về vấn đề này như thế nào, và ngoài ra thì Ngân hàng Nhà nước có cái chỉ đạo nào về việc phân biệt giữa khách hàng VIP với khách hàng thông thường ở các ngân hàng để đảm bảo an toàn tín dụng được không? Câu hỏi thứ hai tôi xin hỏi Bộ Công Thương là vừa rồi có một doanh nghiệp là đề xuất là xin không được không bán xăng E5 nữa,
thì không biết là quan điểm của Bộ Công Thương về vấn đề này như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin có hai câu hỏi gửi tới đại diện chính phủ. Câu hỏi đầu tiên đó là vừa qua thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam có đề xuất về cái việc là không khuyến khích việc đốt vàng mã ở trong chùa. Vậy thì xin hỏi là đại diện của chính phủ cũng như là các bộ ngành về quan điểm về vấn đề này như thế nào? Câu hỏi thứ hai là về vấn đề là hiện nay thì qua lễ hội Yên Tử vừa rồi thì cái cơ quan chủ quản ban tổ chức lễ hội thì cũng đã thu phí đi tham quan và điều này cũng gây những cái dư luận trái chiều. Vậy thì quan điểm của chính phủ về vấn đề này cũng là như thế nào ạ? Vâng. Xin cảm ơn Thứ trưởng. Liên quan đến câu hỏi về mất tiền của Eximbank thì cũng xin báo cáo với phóng viên là vụ việc này thì diễn ra từ năm 2017 và vào cuối 2017 thì cơ quan cảnh sát điều tra thì đã khởi tố vụ án. Về phía Ngân hàng Nhà nước thì cũng đã chỉ đạo Eximbank sẽ tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan của pháp luật để mà xử lý vụ việc. Thế và quan điểm của Ngân hàng Nhà nước cũng như là Eximbank là cái quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền thì là phải là ưu tiên hàng đầu. Thế và qua nắm bắt thông tin thì chúng tôi cũng thấy là Eximbank cũng rất là tích cực và đã gặp gỡ trao đổi với người gửi tiền và đã đưa ra những cái điểm hướng xử lý trong cái khi mà chờ cái phán quyết cuối cùng của cơ quan pháp luật. Thế còn trong cái hoạt động của các tổ chức tín dụng thì đối với các cái hoạt động của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì các tổ chức tín dụng sẽ và khách hàng thì các tổ chức tín dụng sẽ tuân thủ các cái quy định hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Thế và trong chỉ đạo điều hành thì Ngân hàng Nhà nước cũng không có cái chỉ đạo về cái việc là phân biệt khách hàng VIP cũng như là khách hàng bình thường. Thì xin báo cáo với phóng viên câu trả lời của Ngân hàng Nhà nước như vậy. Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên Dinh.vn. Thì trước hết thì chúng tôi cũng chưa nắm được rõ các cái doanh nghiệp mà phóng viên vừa đề cập là doanh nghiệp nào. Thứ hai nữa là lý do tại sao họ lại không bán sang cái năm nữa. Thế nhưng mà trước hết là về cái với chức trách trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến vấn đề điều hành về xăng dầu thì gồm có Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Thì một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là cái việc đảm bảo đủ xăng dầu, tức là đảm bảo cái an ninh năng lượng, mà ở đây là vấn đề xăng dầu. Cái thứ hai là chúng ta cũng đã biết là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì theo lộ trình đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì như vậy là xăng E5 là được bán đại trà trên toàn quốc. Và đến thời điểm này, theo báo cáo của các cái đầu mối cũng như là các cái sở công thương trên toàn quốc thì cái số lượng xăng E5 như vậy là tăng, cái số lượng tiêu thụ là tăng với tỷ lệ là như vậy là tăng là tương đối nhanh. Thế còn đối với các cái doanh nghiệp mà hiện nay mà có thể vì một lý do nào đó mà như vừa rồi phóng viên đề cập thì trước hết là cái quyền kinh doanh, đó là cái quyền của doanh nghiệp. Thứ hai là các doanh nghiệp thì cũng có thể là khi lỗ, khi lãi hoặc là có thể về lý do nào đó. Thì chúng tôi thì nếu ở trong cái chức trách của chúng tôi liên quan đến việc điều hành xăng dầu hay là liên quan đến cái quyền về kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng nếu đề nghị là phóng viên cung cấp cụ thể cái tên của doanh nghiệp đó cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ trực tiếp phối hợp với cái sở công thương nơi doanh nghiệp kinh doanh thì để có thể tháo gỡ khó khăn hoặc là có thể làm được phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cái lĩnh vực xăng dầu. Xin cảm ơn. Trả lời hai câu hỏi của phóng viên liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Có những vấn đề thì liên quan trực tiếp, có những vấn đề thì gián tiếp liên quan. Thứ nhất là câu hỏi của phóng viên liên quan đến cái việc vừa rồi thì Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một cái công văn trong cái hệ thống các cơ sở tín ngưỡng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy là những cái chùa, tổ đình, rồi là các cơ sở thờ tự Phật giáo về việc không đốt vàng mã tại các cơ sở này. Thì như chúng ta đã biết, cái tập tục đốt vàng mã thì nó là một trong những cái phần nghi thức, nó đã gắn với cái đời sống tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng người dân Việt Nam chúng ta từ bao đời nay rồi. Và cái việc mà tuyên truyền, thuyết phục, vận động để cộng đồng nhận thức
đầy đủ về cái tập tục này để hạn chế trong cái đời sống đương đại, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với trách nhiệm quản lý nhà nước của mình thì trong những năm gần đây thì đã có những cái quy định cũng như là những văn bản hướng dẫn về việc đề nghị người dân khi mà tham gia lễ hội cũng như là tham gia các hoạt động tại các cơ sở di tích thì đều có cái ý thức để mà hạn chế cái việc đốt vàng mã. Và đối với cái công văn này thì chúng tôi cũng đã có nhiều lần có ý kiến, thì chắc chắn là các nhà báo cũng đã theo dõi trên các phương tiện thì thấy rằng là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng tình với cái quan điểm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hạn chế cái việc đốt vàng mã trong các cái cơ sở tôn giáo của Phật giáo. Đồng thời thì về phía Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, chúng tôi cũng đã có cái trách nhiệm trong việc tham mưu cho chính phủ cái việc mà hạn chế cái việc đốt vàng mã tại các cái lễ hội cũng như là các cái di tích. Đặc biệt là chúng ta theo dõi trong những năm gần đây có những cái di tích đốt quá nhiều vàng mã và có cái dư luận phản ánh gay gắt, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chúng tôi đã phải có cái chỉ đạo và giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương để mà nghiên cứu, để đề xuất những cái giải pháp cụ thể. Mà cái trường hợp như chúng ta đã biết đấy là chính là cái trường hợp ở đền Bà Chúa Kho tại Bắc Ninh, thì chúng tôi đã có những cái chỉ đạo rất là cụ thể để mà hạn chế cái việc đốt vàng mã tại cái đền Bà Chúa Kho. Và cái chuyển biến hiệu ứng thì chúng tôi thấy rằng là cùng với cái sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như là cái sự vào cuộc quyết liệt của địa phương thì cái việc hạn chế đốt vàng mã tại các cái di tích, các cái lễ hội là có thể có những cái khả năng để triển khai trên thực tiễn và có cái chuyển biến rất là tích cực. Vì vậy mà đối với câu hỏi này thì chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ với cái quan điểm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cái việc đề xuất đó. Liên quan đến câu hỏi thứ hai là hiện nay thì có một số cái địa phương tại một số di tích thì có cái việc thu phí tại cái di tích. Thì chúng tôi xin thông tin là cái căn cứ cái luật phí và lệ phí cũng như là cái nghị định 120 năm 2016 để hướng dẫn một số cái điều của luật phí và lệ phí. Rồi thông tư 250 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cái phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và theo rà soát hiện nay chúng tôi nắm được tại các địa phương thì tất cả các địa phương khi mà có triển khai cái việc thu phí và lệ phí thì đều đã căn cứ vào những văn bản quy định như chúng tôi đã nêu. Không có cái trường hợp nào mà tại các địa phương vi phạm cái quy định là thu phí một cách tùy tiện. Cái việc mà điều chỉnh tăng giảm thì đều có cái việc được các địa phương thông qua Hội đồng Nhân dân và có cái thực hiện theo đúng cái căn cứ. Vì vậy mà, và ở đây chúng tôi cũng biết là nhiều thông tin vừa rồi thì có cái nêu về cái việc thu phí ở Yên Tử, thì chúng tôi cũng đã rà soát và đã có cái thông tin là cái việc thu phí đó thì đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành theo cái nghị quyết số 88 năm 2017 và thực hiện theo đúng quy định của căn cứ của pháp luật. Mặt khác thì chúng tôi cũng thấy rằng là trên thực tiễn ấy, thì cái việc thu phí lệ phí cũng như là cái chủ trương chung của các địa phương ấy, là nhằm có cái nguồn kinh phí để mà tái tu bổ, tái tôn tạo lại các di tích. Và chúng ta thấy rằng là ở nhiều cái cơ sở di tích hiện nay thì nó đã trở nên khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, và đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho cái nhu cầu ngày càng cao của khách thập phương cũng như là người đến tham quan, thì chúng ta thấy rằng nó đang ngày càng được cải thiện. Và đó là cũng là nhờ một cái nguồn thu rất là lớn từ cái việc thu phí tại các cái di tích này. Vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là cái việc mà nhiều cái dư luận nêu cái việc đó thì chúng tôi cũng xin được thông tin thêm để cho các nhà báo hiểu rằng là không có cái địa phương nào vi phạm cái quy định về cái việc thu phí hay là tăng phí một cách tùy tiện mà không thực hiện theo quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn.